Ok, xin chào cả nhà. Đây là cái bài phân tích chủ nhật hàng tuần để chúng ta nhìn được cái xu hướng của thị trường vào tuần tới. Chúng ta hãy sẵn sàng bật máy tính lên và cùng phân tích để chúng ta biết được cái xu hướng thị trường của tuần tới. Và đây là cái phần phân tích tiếp diễn của ngày 18. Đây chúng ta còn nhìn thấy ở trên màn hình đây. Đây là bài phân tích tiếp diễn của ngày 18. Và hôm nay là ngày 24. Phân tích thị trường cho tuần từ ngày 24. Đây là bài phân tích tiếp diễn của ngày 18 tháng 3. Ở trên đồ thị D, chúng ta cùng bật trên đồ thị D đi. Bật trên đồ thị D đi. Được chưa? Đây là trên đồ thị D đúng chưa? Bây giờ nó đã hoàn thành xong cái nhịp số B. Đây là T2, đây là L2, đây là T3. Thì ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy đấy ba cái điểm này. Chúng ta nhìn thấy ba cái điểm này. Và bây giờ nó đang vào cái nhịp T2L2. Chúng ta có thể nhìn thấy cái nhịp T2L2. Đấy. Ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy hai cái điểm nhấp nháy T2L2. Thấy chưa? Và ở trên điểm T2L2 thì nó đi ba nhịp, ít nhất là ba nhịp. Chúng ta có thể nhìn quan sát thấy là ABC. Thấy chưa? Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy ba cái điểm đấy, cụ ba điểm ABC ở trên đoạn T2L2 này. Đấy. Đoạn T2L2 này. Chúng ta có thể thấy ba điểm nhấp nháy ABC, được chưa? Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ba điểm nhấp nháy ABC này. Và bây giờ cái nhịp B nó đã hoàn thành và bây giờ từ đoạn B này nó sẽ có một nhịp đi xuống, đấy, nhịp đi xuống là đi xuống C, đấy, nhịp đi xuống C. Thế vậy là cái công thức mà để tìm ra thằng L2 này chúng ta đã được học rồi đúng không ạ? Anh chị em có thể comment cái công thức để tìm L2 không ạ? Đấy, công thức để tìm thằng L2 này. Đây, mọi người có thể comment công thức tìm L2 không? Nào, mọi người hãy comment xuống phía dưới là công thức để tìm bằng L2 này ạ. Hãy comment xuống công thức để tìm ra L2. Đấy. Cái công thức để tìm ra L2 này chúng ta đã được học và đã dùng rất là nhiều rồi. Để tìm ra L2 đúng không ạ? Đấy, thế vậy là ở trong tuần tới ngày mai, vào sáng ngày mai thì chúng ta lại, cái chiến lược của chúng ta ở đây là tăng trước, giảm sau, ưu tiên bán. Đấy, chúng ta hãy ghi lại cái điều này. Cái chiến lược của ngày mai đó là tăng trước, giảm sau, ưu tiên bán. Đấy, bán từ B về C. Đây. Bán từ B về C. Tôi cho cái chữ này nó giảm cỡ xuống để cho nó nhìn nó đỡ tốn màn hình. Đấy. Chiến lược của chúng ta là tăng trước, giảm sau và ưu tiên bán. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên, xin cảm ơn bạn. Thế vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ phải gì? Chờ chờ cái điểm B, được chưa? Chờ điểm B này để chúng ta bán xuống. Thế vậy là để tìm được điểm bán này thì chúng ta sẽ nhìn vào đồ thị ngắn hơn. Đó là vào đồ thị H4. Vấn đề trên này chúng ta B chuyển sang đồ thị H4. Đồ chuyển sang đồ thị H4. Đấy. Trên đồ thị H4 đây. Đấy thì trước mắt là tôi sẽ khoanh vùng cái điểm này vào. Những cái điểm quan trọng tôi sẽ khoanh vùng ở đây, điểm quan trọng. Đấy, cái khu vực này là trong ngày mai là tiếp diễn cái tin của cuối tuần trước, cái tin lãi suất của cuối tuần trước thì sẽ làm cho kim loại quý sẽ tăng. Và chúng ta sẽ lưu ý là đến khu vực này là khu vực hội tụ của hai cái fibo cộng với là hội tụ của hai vùng đỉnh này. Đấy. Cái vùng này. Thì cái vùng này là cái vùng mà cho chúng ta cái điểm để chúng ta bán xuống. Đó. Được chưa? Đấy, cái vùng này vùng cho chúng ta điểm bán xuống. Thế vậy chúng ta quan tâm hai cái trendline đỉnh nối đỉnh A nối với C. Đấy, đỉnh nối đỉnh. Và cái khu vực này là khu vực hội tụ của hai fibo ở chỗ 1321 thì đây là cái khu vực mà chúng ta cần lưu ý. Được chưa? Đấy. Khu vực này có thể ngày mai nó sẽ test lân cận với cái đỉnh cũ là 1320 và đặt điểm đặt cắt lỗ chúng ta phải đặt trên cái vùng hội tụ là 1323. Và từ đấy chúng ta sẽ có một nhịp giảm xuống. Được chưa? Đấy. Đây là cái nhịp của ngày mai. Thì cái nhịp của tuần tới này là ưu tiên bán. Tuần tới này ưu tiên bán là nhịp tăng trước. Tăng trước này thì có thể là gì? Nhịp tăng trước này có thể là một cái nhịp tăng lên test đỉnh. Được chưa? Và sau đó là chúng ta sẽ có điểm canh bán. Thế vậy là ở tuần tới này là cái điểm đồ thị tiếp diễn của tuần trước. Và cái điểm 1321 và 1323
là hội tụ của hai thứ cộng với trend line đỉnh nối đỉnh là hội tụ của ba thứ. Ngoài ra chúng ta sẽ nhìn sang bên trái đồ thị nữa. Ngoài ra mọi người nhìn sang trái đồ thị thì chúng ta sẽ nhìn thấy còn một vài mốc lịch sử nữa. Đấy chưa? Anh chị em nhìn sang phía bên trái của đồ thị H4 sẽ nhìn thấy một vài mốc lịch sử nữa. Cộng với nhìn ở tab số 2, mọi người bật sang tab số 2 đi. Bật sang tab số 2 nó sẽ có một vài thứ ở tab số 2 đấy. Chỗ 1318. Chỗ 1318 là bây giờ là cái xu hướng chính là tăng trước giảm sau ưu tiên bán rồi. Thì chúng ta đã biết được cái xu hướng đấy rồi, bây giờ việc của chúng ta là gì? Tìm ra cái điểm hội tụ ở phía trên. Theo phương pháp hội tụ kỹ thuật chúng ta tìm ra cái điểm hội tụ phía trên để chúng ta tìm cái điểm vào lệnh. Được chưa nào? Tìm điểm phía trên để vào lệnh. Nào, cùng làm đi nào. Nào anh chị em cùng tìm đi. Được chưa? Cùng quan sát cái điểm hội tụ phía trên để vào lệnh. Và chúng ta nhìn thấy là ở cái khu vực quan trọng, là khu vực 1318. Nào hãy quan sát ở trên một chút xíu nữa. Ở phía đồ thị tab số 2. Chúng ta hãy cùng quan sát ở tab số 2. Nào cả nhà hãy quan sát ở tab số 2 được chưa ạ? Cả nhà hãy quan sát ở tab số 2. Đấy. Quan sát ở tab số 2 chúng ta thấy là gì? Điểm 1318 đây nó có mấy thứ hội tụ này. Đấy. Cái khu vực 1318. Thấy chưa nào? Đấy khu vực 1318 nó có mấy thứ hội tụ này. Đấy, 1318 nó có mấy chỗ hội tụ được chưa? Cái này nhìn thấy rõ chưa? Rồi, đấy chỗ 1318 nó có mấy chỗ hội tụ đấy? Đã cần quan sát được chỗ này. Đây là trên H4, được chưa? Đấy, 1318 nhìn ở chỉ hệ thống chỉ báo stop thì cũng là nhịp vào nhịp giảm rồi. Đấy, và hội ở phía trên ngoài ra còn R1. Có Bollinger Band H4, được chưa? Đấy, và chúng ta nhìn thấy là cái khu vực 18-21 là khu vực chờ bán cho tuần tới. Và cái nhịp này là nhịp bán từ chỗ khu vực 18 và nó có thể xuống rất là sâu để tạo thành cái thằng điểm C của L2. Đấy, điểm C của L2. Được chưa nào? Đấy, điểm C của L2 này. Đấy. Và trước mắt từ nhịp 1318 đi xuống nó còn nhiều nữa. Nhưng mà trước mắt ngày mai thì chúng ta hãy chờ nó tăng trước giảm sau và ưu tiên bán. Được chưa nào? Chúng ta hãy nhớ cái điều đó. Tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Đó. Tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Đó. Đấy là cái chỗ mà chúng ta cần lưu ý. Được chưa ạ? Đấy thì vậy là ở trên, vì là hôm nay là cái bài phân tích của tiếp diễn của tuần trước cho nên là cái nội dung, nếu như ai đã theo dõi cái nội dung của tuần trước rồi thì tuần này chúng ta nhìn rất là dễ hiểu. Đây là DT2 và đây là xuống L2 thì nó đi A, B, C và đây là L2. Thì sau khi nó hoàn thành rồi, bắt đầu đi vào chính xác xác định cái nhịp đi từ B và C rồi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tính toán cụ thể thằng L2 này là nó nằm ở chỗ nào. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tính toán chi tiết tiếp. Còn bây giờ chúng ta tính cái điểm B này để chúng ta tìm điểm vào lệnh. Thì ở ngày mai là chúng ta sẽ lưu ý cái điểm là 1318 đâu đó ở khu vực này. Đấy, 1318 là khu vực cho chúng ta điểm bán. Thế nào? Đấy, khu vực đấy là cái khu vực mà cho chúng ta cái điểm để chúng ta có thể tham gia vào thị trường được. 1318 và đặt SL là trên khu vực là 1321-22 này. Đấy, đặt SL là phải trên khu vực này. Đấy, SL là phải trên khu vực này. Thế chưa nào? Đấy, đặt SL phải trên 1323. Đấy là cái điểm cho ngay ngày mai. Thế chưa? Xin chào cả nhà, chào Minh Đức, chào Hà Văn, chào anh chị em mới, chào Văn Mạnh, chào mới tạo tất cả anh chị em mới tham gia thị trường, mới tham gia vào cái video livestream này. Chào Tất Hiếu. Ok, mọi người đã rõ chưa? Nếu mọi người đã rõ thì comment là đã rõ. Ok.
Nếu như mọi người đã rõ thì hãy comment là đã rõ. Được chưa? Nếu như mọi người đã rõ cái phần đó thì hãy comment ở phía dưới là đã rõ. Rồi. Đây là đồ thị đô index trên đồ thị D. Đấy. Đây là đồ thị đô index ở trên đồ thị D. Tuần qua thì đô đã đập đến đường neckline. Tuần qua đô đã đập đến đường neckline này. Đã đập đến cái đường neckline này. Được chưa? Đã đập đến đường neckline này và nó có nhịp phục hồi. Thế vậy là cái nhịp phục hồi này làm cho giá đô nó đi lên. Đấy, làm cho giá đô đi lên. Sau kết thúc cái nhịp phục hồi này thì sẽ nhịp đô nó sẽ giảm tiếp. Sau kết thúc nhịp phục hồi này đô sẽ giảm tiếp. Và nó test lại cái đường neckline lần nữa. Sau đó là gì? Nó sẽ đổ đường neckline này đi theo cái mô hình vai đầu vai như chúng ta đã phân tích cách đây cả mấy tháng nay rồi. Đấy, cái mô hình vai đầu vai này. Đấy, và cái đường đi của nó sẽ còn xuống rất là sâu. Được chưa nào? Đấy, và lúc đấy là cái cơ hội mà để cho giá gold đến L2 xong và tăng trưởng. Được chưa? Đấy, thế vậy để chúng ta biết được là khi mà cái thằng đô này kết thúc, sau kết thúc của nó sẽ đi xuống. Đấy, thì làm cho gì? Làm cho gold đang là nhịp phục hồi đi lên của cái bản tin ngày hôm trước. Sau đó là gì? Là chúng ta chờ cái điểm bán để chúng ta bán xuống. Bởi vì đô vẫn đang ở nhịp phục hồi mà, đô vẫn nhịp phục hồi. Sau khi nhịp phục hồi xong thì bắt đầu nó đổ xuống, thì lúc đấy là L2 được hoàn thành. Đấy. Thế vậy đây là mô hình vai đầu vai, nó diễn ra rất là lâu rồi. Và bây giờ nó đang hình thành kênh giảm của từ đỉnh đầu. Đây từ đỉnh đầu này, đi xuống này. Đây đỉnh đầu này. Xong đến đây thì bắt đầu từ đoạn này đi xuống này. Đấy. Đây là cái mô hình vai đầu vai từ rất là lâu rồi. Và chúng ta hãy nhớ cái mô hình này. Ở trong group kín, ở trong group mà chuyên sâu thì ở trong group chuyên sâu thì tôi đã nói cái mô hình này nhiều lần rồi, nhiều tháng này rồi. Và chúng ta hãy lưu nhớ cái mô hình của đồ thị này lại. Ở trong cái group chuyên sâu thì mọi người nốt nó lại, và hàng ngày có những cái bản cập nhật. Cuối tuần thì tôi lại phân tích cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Cái xu hướng về dài hạn thì đô nó sẽ có nhịp điều chỉnh. Về dài hạn đô sẽ có nhịp giảm giá. Thế vậy là lúc đó là sẽ sau khi mà tìm được cái điểm hoàn thành của gold thì lúc đấy là chúng ta sẽ có điểm buy dài hạn, được chưa? Và trước mắt là thằng đô index nó đang có nhịp phục hồi đi lên. Đấy, đang có nhịp phục hồi, và cái kết thúc cái nhịp phục hồi này nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Đấy, và lúc đấy là chúng ta sẽ có một cái nhịp bán của gold. Đấy, chúng ta hãy quan sát cái ở cái ngưỡng 1318. Đấy là cái điểm chúng ta cần quan tâm nhé, 1318. Ok. Đấy, còn cái phần hình của đô index thì chúng ta nhìn vào cái hình lúc nãy chúng ta vừa quan sát. Còn ngắn hạn chúng ta nhìn thấy này, ngắn hạn nó còn một cái trend này nữa này. Ngắn hạn nhá. Đây cả nhà nhìn ở trên đồ thị đây. Đồ thị ngắn hạn. Phóng to lại tí nhá. Đây. Chúng ta thấy là có một cái trend line nối từ đây qua đây. Đây, nối từ đây này. Nối đây qua đây này. Và cái xu hướng thằng này nó test lại đây phát nữa. Đấy. Trước mắt là nó sẽ có nhịp giảm, sau đó nó sẽ lên test lại đoạn này phát nữa. Test lại đoạn này một lần nữa. Đấy. Về mặt ngắn hạn là nó có một nhịp tăng lên đến đây lần nữa. Test lại cái trend line đã gãy này. Đấy chưa? Nó đều có thể là ngày mai đô điều chỉnh để cho gold đi lên. Sau đó là thằng đô này nó lên test lại cái trend line neckline này lần nữa. Đấy. Mai nó giảm trước, đô là giảm trước sau đó tăng. Đô giảm trước sau tăng. Sau khi test thằng này xong rồi thì L2 xong thì bắt đầu nó mới đổ xuống. Đấy, thì lúc mà nó đổ test trend này xong đổ xuống thì lúc đấy là thằng L2 này được hình thành. Đây này. Lúc đấy là thằng L2 này được hình thành, cái L2 này xong. Đấy. Lúc mà đô test xong, test trend xong thì lúc có nghĩa là cái thằng L2 này kết thúc, nhịp này từ đây đến đây kết thúc. Được chưa nào? Đấy, thế vậy là chúng ta cùng quan sát. Thì hàng ngày tôi có đấy. Hàng ngày thì tôi sẽ cập nhật các cái phân tích ở trong group để cho mọi người cùng tham theo dõi. Thì nếu anh chị em nào vẫn đang trading ở trên thị trường kim loại quý, trading ở trên thị trường tài chính quốc tế, thì hãy theo dõi các bản tin tôi cập nhật phân tích mã đô index và đặc biệt là cái sản phẩm S&P 500 nữa.
Cái S&P 500 thì đây cũng là một cái phần mà rất là quan trọng. Nó là một trong những cái mã mà dẫn hướng cho thị trường. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý cái thằng S&P 500. Được chưa? S và P 500. Nó sẽ là một cái thằng rất là quan trọng. Và tuần trước thì tôi có bài phân tích cho lớp chuyên sâu của tôi là cái đỉnh phục hồi nó đã kết thúc rồi đấy. Bây giờ nhìn vào cái lưu đồ là tôi đã nhìn thấy là biết là cái nhịp giảm rồi. Và cái bài phân tích của tôi vào thứ năm thì ngay hôm thứ sáu khi chúng tôi về Hà Nội thì ngay cái phiên giao dịch tối thứ sáu thì thị trường tài chính, thị trường chỉ số S&P 500 giảm điểm rất là mạnh. Và trong đó thì có một bác học viên của tôi là rất là vui về điều này. Sau khi đã hoàn tất cái chiến dịch, đã đóng vào trạng thái và bắt đầu đón cái nhịp thị trường đi xuống, rất là vui vẻ cái điều này. Vâng, buổi tối hàng tuần, tối chủ nhật hàng tuần thì tôi sẽ dành ra khoảng 30 phút như thế này để cùng review lại với anh em những cái mã quan trọng, mã chỉ số đô index, mã kim loại quý để cho anh chị em cập nhật cái xu hướng của một tuần mới. Còn chi tiết hàng ngày thì đội của chúng tôi có phân tích ở trong group kín. Những anh chị em nào đang ở trong cái giai đoạn 3 tháng, 6 tháng thì sẽ được cập nhật liên tục vào các buổi sáng sớm 5 giờ hoặc 5 giờ 15 trong cái buổi sáng sớm các bài phân tích sẽ được dễ diễn ra. Và bây giờ nó đã chuyển sang giờ làm việc giờ mùa hè rồi. Cho nên thị trường 5 giờ sáng nó đã làm việc rồi. Cho nên mọi người hãy lưu ý cái khung giờ làm việc của giờ mùa hè. Giờ mùa hè bây giờ là giờ 5 giờ sáng thị trường đã chạy rồi. 5 giờ sáng thị trường làm việc rồi. Ok. Nếu anh chị em nào không có câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài phân tích vào tối chủ nhật hàng tuần ở đây đó, cái bài phân tích tối chủ nhật hàng tuần ở đây để lát nữa tôi sẽ dành ra. Ok, chúc mừng bác học viên, bác ấy rất là vui và rất là hứng hứng rất rồi, đúng rồi, 5 giờ 15 và chúng ta sẽ làm việc sáng sớm vào sáng sớm thứ ba, được chưa? Chúng ta sẽ làm việc vào sáng sớm thứ ba lúc 5 giờ đến 5 giờ 15 vào sáng sớm ngày thứ ba. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.